chúng mình bắt đầu bắt tay vào trở thành một leader. Điều thứ nhất này, cái này là các bạn phải học vì chúng mình hay quên lắm. Một người lãnh đạo đừng cho rằng mình là người giỏi nhất, kể cả có giỏi nhất thì cũng đừng cho là như vậy, cũng đừng nghĩ là như vậy. Một người có kỹ năng chuyên môn cao chưa chắc đã là một người lãnh đạo giỏi. Khi các bạn nghĩ điều này thì ít nhất các bạn là một người khiêm tốn trước tập thể và người ta không sợ khi ở cạnh các bạn. Người cô cũng đã mắc cái sai lầm này rất là nhiều. Cái sai lầm này là sai lầm lớn nhất trong cái quãng đời làm quản lý của cô Hồng. Lúc nào cũng muốn chứng minh mà mình là người giỏi nhất và rất là mệt mỏi. Và những cái người không giỏi họ không muốn ở cạnh mình luôn. Và những người không giỏi chưa chắc đã không tốt, không phải là giáo viên tốt nhé. Các bạn họp một cuộc họp chuyên môn với giáo viên, bạn đứng bầm 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 bầm, sẽ có việc 1, việc 2, việc 3 nhá. Mọi người làm theo ý 1, ý 2, ý 3. Các bạn đưa ra một đống thông tin và bảo giáo viên làm đi, việc A, việc B, việc C. Đấy, các bạn lại là người giỏi nhất rồi đấy. Rồi sắp có cuộc họp phụ huynh nhá, các cô làm cho chị những việc này. Việc số 1, việc số 2, việc số 3, cô này làm, cô B làm, cô C làm. Cả hội trường im phăng phắc, chỉ một mình bạn nói. Kết thúc cuộc họp cũng chỉ một mình bạn nói. Luôn bắt đầu cuộc họp bằng chúng ta phải làm những việc sau đây, việc 1, việc 2, việc 3. Bây giờ chúng mình bắt đầu cuộc họp, mình không nói như vậy. Mình sẽ bắt đầu bằng gì ạ? Trong tháng tới có những cái việc gì quan trọng các bạn nhỉ? Và các đồng chí làm đến đâu rồi nhỉ? Tức là chúng mình hãy hỏi